Kính chào anh chị em, hôm nay chúng ta giữa tuần rồi. Trong những ngày vừa qua, chúng ta đã đón nhận bình an của Chúa Giêsu và đặc biệt chúng ta cũng đã đón nhận được lời mời gọi ở lại trong Chúa Giêsu. Hôm nay chúng ta tiếp tục nghe tin mừng theo Thánh Gioan chương 15 câu 9 đến câu 11. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. Các điều răn ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em nên trọn vẹn. Đối với Chúa Giêsu, tình yêu là điều răn, tình yêu là giới luật. Thiên Chúa Cha yêu thương Chúa Giêsu là luật cho Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu yêu các tông đồ là luật cho các tông đồ. Chính vì vậy mà Chúa Giêsu bảo anh em hãy giữ điều răn của Thầy, tức là giữ luật của Thầy, như Thầy giữ điều răn của Cha Thầy, tức là giữ luật của Chúa Cha. Và chỉ có khi chúng ta giữ được điều luật là tình yêu đó, thì chúng ta mới có được một niềm vui trọn vẹn, một cuộc sống sung mãn, một hành động, một lời nói và một cảm xúc tràn đầy. Khi chúng ta không giữ luật của Chúa, tức là chúng ta không còn yêu thương. Ở đây yêu thương Chúa và yêu thương anh chị em xung quanh mình. Khi chúng ta không còn thực hành cái điều đó, thì niềm vui của chúng ta chỉ là một tia sáng lóe lên rồi chợt tắt sau hàng loạt những nỗ lực, cố gắng, mồ hôi và nước mắt. Còn khi chúng ta thực hành yêu thương, thì niềm vui của chúng ta không phải chỉ là một tia chớp, mà là một nguồn ánh sáng bền lâu, thường trực. Điều luật của Thiên Chúa nghĩ ra thì cũng thật đơn giản, và nghĩ ra thì rất hợp với khát khao của con người. Nhưng trong thực tế chúng ta thấy rằng có vẻ như mâu thuẫn, là bởi vì thế giới chúng ta đang sống, người ta ghét nhau nhiều hơn, đến mức độ người ta còn bảo rằng là thà nuôi một con chó chứ không nên nuôi một đứa trẻ để làm con nuôi, bởi vì con chó thì nó trung thành hơn là con người. Người ta không còn có tình yêu, nên người ta đã coi con người là con số zero. Và khi người ta không yêu, thì người ta bảo rằng dại gì yêu, bởi vì yêu sẽ đau khổ, yêu thì sẽ bị lừa. Thật ra cái đó nó chẳng phải là tình yêu, bởi vì cái đó nó là mục tiêu hưởng thụ, mục tiêu chiếm đoạt, chứ không phải tình yêu như chúng ta đã nói trong những lần trước đây. Cái khuôn mặt của tình yêu mà trở thành giới luật của Chúa đó, nó ở sâu thẳm trong tâm hồn và nó trở thành một nguồn sức mạnh. Còn cái tình yêu bên ngoài, đôi khi người ta bắt gặp nó là nước mắt, nó là khổ đau, nó là tang thương.
Nhưng trong cái khổ đau đó, người ta lại nhận ra được một sức sống. Và người ta biết rằng người này quả thật đáng yêu, và người này quả là môn đệ của Chúa Giêsu. Không có tình yêu, chúng ta sẽ không thể trọn vẹn được. Nên dù chúng ta có khước từ điều luật của Chúa, nhưng liệu chúng ta có dám khước từ cuộc đời trọn vẹn của mình không? Nếu chúng ta khát khao cuộc đời chúng ta trọn vẹn, dù nhỏ nhoi thôi cũng trọn vẹn, thì phải quay về với điều luật quan trọng nhất của Chúa là tình yêu. Yêu thương, yêu thương, yêu thương.